trình Nhập Gia Tùy Tục. Đây là ngôi nhà của những người trẻ trung xinh đẹp. Đấy là việc của 30 năm trước và 30 năm sau, bây giờ tôi đã 70 tuổi. Chương trình Nhập Gia Tùy Tục của chúng tôi do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất cho nên sóng thường xuyên lúc 20:30 trên sóng VTV3 thứ 6 hàng tuần. Chúng tôi muốn giới thiệu tổ hưu trí của chúng tôi, câu lạc bộ những người cao tuổi của chương trình Nhập Gia Tùy Tục. Xin giới thiệu cụ Safi đến từ Syria. Giới thiệu cụ bà Mika đến từ Pháp. Đẹp quá à? Lại chống gậy à? Ôi trời ơi! Cụ CJ đến từ Nigeria. Chưa, nhớ quá. Ôi, bao nhiêu lâu rồi không gặp nhỉ? Ôi, già này xinh đẹp thế. Dạ, cảm ơn cậu. Thôi, cảm ơn. Giúp hả? Giúp, cụ định ăn luôn hả? Có rảnh. Không có răng nhưng mà thói quen là phải có cái gì cứng cứng trong mồm nên tôi sẽ cho kẹo vào mồm cũng được. Cụ bà tiếp theo, cụ Min Min đến từ Hàn Quốc. Valin đến từ Palestine. Xin chào các bạn và khán giả. Cụ bà Alushka Linh đến từ Nam Phi. Con xin chào các cụ, con xin tự giới thiệu, con là con gái của mẹ Lâm Vĩ Dạ. Ồ, thế con tên là gì đấy? Dạ, con tên là Lâm Vĩ Vân. Dạ, mẹ con bây giờ đã lớn tuổi cho nên là con thay thế mẹ con đến đây để làm chung với các cụ. Ok con. Các cụ rất vui được gặp con. Dạ vâng. Quý vị nhìn chúng tôi như này, quý vị biết là hôm nay chúng tôi nói về chủ đề gì rồi. Chúng tôi nói về chủ đề mà khi chúng ta không còn trẻ nữa. Và sau đây thì gia đình chúng tôi sẽ cùng chào đón một vị khách mời đặc biệt, đó là ca sĩ Phương Vi. Ôi chà, Phương Vi trẻ mãi ghê ha. Ôi, chị Vi chỉ trẻ mà nãy giờ không nhận ra chị luôn á, em nói thật. Ăn gì mà trẻ như vậy? Chị dạ, tôi biết đấy. Dạ, người Việt rồi ăn cơm. Ôi chà, cơm hả? Ăn cơm suốt ngày mà vui già, ăn mãi chưa trẻ được. Các cụ thân mến, đây là chương trình Nhập Gia Tùy Tục chứ không phải chương trình vui khỏe có ích. Nên là các cụ là chúng ta phải di chuyển về ngồi ghế như bình thường ở đây. Em có một chút đề nghị á, từ ngày xưa tới giờ á, em với cả Mikachu cãi nhau quá nhiều cho nên là bây giờ già rồi phải làm hòa với nhau. Rồi. Bây giờ làm hòa với nhau bằng cách nào? Cho nên là hôm nay á, em xin phép em sang bên kia em ngồi với một cái Mikachu. Ngồi bên cạnh Mikachu. Dạ. Ok. Mikachu chúng ta làm lành nhá. Vâng. Đây đây, em mời ông sang bên này. Vậy thì Min Min mời bà sang bên này ngồi. Các cụ già rồi thì thấy thế nào? Vâng, khỏe. Già thấy thế nào? Lãng tay. Già thấy thế nào? Rồi, 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 lúc nào cũng hả thôi là được rồi. Vẫn ok. Anh ơi, bây giờ mình dừng diễn được chưa? Em không muốn già hả? Em mỏi rồi, em mệt rồi đúng không? Không uống nước được. Chết thật, có chừng đổ. Kéo đổ nước vào. Rồi. Anh sợ rằng nếu chúng ta già như này thì chúng ta sẽ làm mất phong độ của gia đình Nhập Gia Tùy Tục mất. Nên là anh nghĩ là thôi, trẻ lại đi. Ok. Bắt đầu. Phương Vi, em đến với tổ hưu giả định vừa rồi em thấy thế nào? Diễn xuất sắc luôn hả? Động tác, phong thái, rồi cả tâm trạng nói chung là trăm điểm luôn. Em vẫn gạt vô gọi là khu vực hưu trí. Phương Vi đã bao giờ tưởng tượng khi mà mình già sẽ như thế nào không? Vi lúc nào cũng tưởng tượng và hy vọng là mình sẽ có được một cái tuổi già mà người ta hay gọi là già gân ấy ạ. Giống như ba mẹ của Vi bây giờ vậy, vẫn có thể đi chơi mà càng chơi nhiều hơn tuổi trẻ nữa. Tây biến luôn. Tây biến. Mình là một người muốn lên tuổi nhiều lắm. Bởi vì mình suy nghĩ là 50 năm sau the world rất là thú vị á. Thế giới lúc ấy là rất là thú vị. Rất là thú vị và có thể lúc ấy đã có một công nghệ làm trẻ lại cho anh em mình.
Thực ra tuổi già có đáng sợ không? Mọi người có sợ tuổi già không? Em rất là sợ già nha. Em sợ lúc đó là mình không còn sức khỏe nữa. Và lúc đó mình bị bất lực á. Nghĩa là mình muốn làm cái gì mà mình không làm được. Cái cảm giác đó nó khó chịu khủng khiếp. Cứ tối ngủ mà em nằm em nghĩ tới sau này mình 70, 80 tuổi là tự nhiên em ngồi khóc nức nở luôn. Mình khá không sợ về chuyện già. Thật bài, thật bài, em bây giờ trẻ lại đi. Không em già lại quá sợ kiểu này. Em rất thích kiểu này. Tại vì từ khi trẻ chuẩn bị tập thể dục rất là nhiều để có sáu múi, để có khỏe tốt, thì chắc chắn khi mình sẽ lớn tuổi hơn thì mình sẽ vẫn giữ cái năng lượng của mình. Khi mình 40 tuổi mình muốn rất là sexy, một cô gái rất là hấp dẫn. Oh yeah, oh yeah. Em rất sợ, em sợ yếu này, xấu này, cô đơn này. Em chỉ ước sống đến tầm 50 tuổi cùng thôi. Đấy, 50 là cùng. Này, thế thì khổ thân các con quá à. Thực tế có rất nhiều thứ mà mình không thể bảo vệ được. Không thể giữ mình đẹp mãi đâu. Cái gì mà liên quan đến tình cảm có thể chuẩn bị cho tương lai mình để mình không cô đơn. Nếu mình tốt với người ta thì người ta sẽ hiểu mình mãi. Người ta hay nói là không thể có tương lai nếu mà không có quá khứ. Cách mà mình tập luyện, cách mà mình sinh sống mình thì nó sẽ quyết định là tuổi già của mình nó sẽ như thế nào. Salim đang nói về vấn đề làm sao mọi người có thể đảm bảo được là già mà các bạn không cô đơn. Bởi vì có rất nhiều người làm rất nhiều điều tốt đẹp ấy, nhưng mà cuối cùng thì vẫn con cái của mình vẫn rất là vô ơn và đối xử với cha mẹ rất là tiêu cực. Nghĩ ra cách làm sao mà mình không phụ thuộc vào con cái. Khi mà mình lớn tuổi hơn, mình vẫn có những gì mà mình có thể làm để mình không cảm thấy cô đơn, kể cả con cái không ở bên cạnh mình nữa. Anh nghĩ cái nỗi lo của cả CJ và cả Salim đều cũng có lý riêng cả. Các bạn nên lo lắng vì tuổi già, bởi vì tuổi già chúng ta sẽ không có nhiều thứ để có thể làm được. Chúng ta biết là sẽ có tuổi già thì chúng ta sẽ trân trọng hơn cái tuổi trẻ của chúng ta. Và đặc biệt là cách chúng ta đối xử với con cái như thế nào trong cái thời điểm hiện tại nó sẽ ảnh hưởng đến khi chúng ta về già. Chính vì thế mà sau đây chúng tôi muốn quý vị cùng theo dõi một tiểu phẩm của chúng tôi về vấn đề chăm sóc con cái. Xin mời quý vị. Chết tới nè. Đây là không gian của bà. Đúng kiểu bà già khó tính. Bà này giữ ghê hả? Đây, ra đây chơi ở đây đi, ra đây. Dạ. Chu anh đuổi chuột cho con. No, chuyện đấy là chuyện của con. Nó sợ thì nó tự đuổi. Con mình nó sợ thì tôi giúp con có gì đâu. Con mình đẻ ra mình phải bảo vệ chứ. Không được, ví dụ như anh thấy con chuột. Ví dụ con chuột ở đây đi. Đây con mẹ ví dụ đó con. Mẹ ví dụ. Ví dụ con chuột ở đây. Con thấy con chuột thì con cứ việc cầm đôi dép lên. Cầm đôi dép lên. Sau đó con tiến lại con chuột. Rồi con tán vào lòng ngực chuột 18 cái. Con tán tới khi nào con chuột nó chết thì rồi. Này, cứ tán nó thôi. Em ơi, sao tự nhiên dạy con một cái cách bạo lực như vậy? Raphael Quấn, mẹ nói một lần nữa cho con nhớ. Con chuột, con mèo hay là con gà gì cũng không được sơ. Sao tôi dạy hoài mà nó không được cái tiếng Việt, nó dễ chịu như người ta. Con mèo. Con mèo. Con cá. Con cá. Con gà. Con gà. Con gà. Con gà. Rồi bây giờ đánh dần theo tôi nè. Gà. Con gà. Gà. Con gà. G. G. A. 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 Mình nhẹ cái chữ A xuống. A. A nhẹ thôi à. Nhẹ thôi. A. A. Thôi ngưng nghỉ. Đừng đánh dần nữa. Ồ, là sai á. Bớt đánh dần đi. Con muốn nói gì thôi. Con, con sợ con chuột thì con qua con đuổi con chuột cho mẹ. Nhưng mà con mình nó làm được đâu. Con sẽ làm được. Mẹ tin là con làm được. Cố gắng lên con trái ngoan của mẹ. Mà bật nó đi. Lên.
ông ngoại cố vũ, bà ngoại cố vũ, cô chú cố vũ. Ai to, ai to hơn? Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, bắt đi. Ý chưa, con mình nó không làm được mà. Rafael Quân ra đuối con chuột. Cố lên, cố lên, Rafael, cố lên, Rafael, cố lên, Rafael, cố lên. Làm được, không? Làm được, không? Rồi đó, rồi đó, rồi đó. Ôi ôi nó chạy đi thiệt kìa con ơi. Rồi hay quá. Ôi vậy ơi, con mình làm được rồi. Chúng ta dành một tràng pháo tay để cảm ơn Rafael, Đình Quân, Tấn Phát và Thanh Vàng. Vở kịch vừa rồi chỉ làm rõ thêm cái cách thức dạy con khác nhau. Mà cái chuyện dạy con là cái chuyện mà dễ tranh cãi nhất trong gia đình. Đúng rồi, như là gia đình Phương Vi thì sao? Việc dạy con sẽ như thế nào? Khi mà nhìn vào thì ai cũng nghĩ là chắc là Son sẽ phóng khoáng hơn, sẽ theo cái cách mà phương Tây dạy trẻ, còn Vi thì chắc là sẽ nề nếp rồi theo cách Việt Nam hơn. Nhưng mà thực sự ngược lại, Vi còn nhớ rất là rõ lúc mà mới siêu âm á, thì khi mà thấy là em bé gái thì Vi thì vẫn rất là vui mừng tại vì con đầu lòng mà. Nhưng mà nhìn qua anh Son thì nhìn mặt rất là lo lắng. Khi mà con gái ra đời thì anh với bổn phận là một người cha thì anh sẽ phải lo lắng cho cái sự an nguy của con hơn, là anh sẽ bảo bọc con hơn rất là nhiều. Cho nên là tới tận giờ phút này luôn á, thì anh Son lúc nào cũng là cái người phải nói là bảo bọc con gọi là khá kỹ càng. Giữa bố và con gái bao giờ cái phần gọi là cái ưu ái đặc biệt hơn là với bố và con trai, ngược lại thì con trai với mẹ thì lại mẹ ưu ái con trai hơn? Dạ, đấy là bản năng bình thường. Có bao giờ vợ chồng em phải tranh cãi về vấn đề nuôi dạy con không? Cái phương pháp có thể là khác nhau, có những cái gọi trúc trắc thì hai vợ chồng sẽ nói chuyện với nhau sau. Nhưng mà cái mục tiêu cuối cùng thì hai vợ chồng vẫn xác định là mình phải đồng chí hướng với nhau. Cách mà bố mẹ các em đã nuôi dạy các em ở từng nước khác nhau thì nó sẽ như thế nào? Đối với văn hóa Hàn Quốc thì là bình thường cha mẹ nuôi con kiểu kiểu chiều tròn á. Chiều tròn á. Chiều tròn. Dạ, bao bộ con chiều tròn á. Chiều tròn. Chiều tròn. À, chiều tròn. Mình tưởng nuôi dạy con kiểu chiêu trò. Dạ, chiêu tròn. Tất cả là đúng rồi, hoặc là bao bọc con. Bởi vì mỗi gia đình chỉ có một hai bé thôi, cho nên bố mẹ Hàn Quốc muốn cho con mỗi thứ đầy đủ nhiều hơn. Em hồi xưa như nào, em được cũng được bố mẹ chiều chuộng như vậy? Dạ, dạ, cũng có. Có ăn dầu tay á, bố mẹ cũng đưa ra cái dầu tay mà đẹp đẹp, xinh xinh và ngon thôi. Không phải là không bao giờ ăn cái quá nào xấu. Tức là phải luôn dành cho em cái tốt nhất. Ở Syria, bố mẹ sẽ dạy mình sai là gì và đúng là gì. Em nhớ là lúc mà em lớp 6, Syria nó đã rất là phổ biến, các trẻ con bắt đầu hút thuốc lá. Lúc đó em rất là tò mò. Bố đã mua một cái bao thuốc lá. Bố đã nói rất nhiều thứ, cả tích cực, cả tiêu cực. Nói chung là thuốc lá không có gì tích cực cả. Thì và bố đã cho em thử để em trải nghiệm trước mắt của bố. Không phải là em dàn ngoài, em tự trải nghiệm để con tự biết. Tại vì bên kia nó viết kiểm soát con nó rất là phổ biến, còn gia đình em thì khác. Và mình rất tự tin là con của mình đã có manner rồi, thì con đi đâu không sao cả. Bố mẹ sẽ cho mình tự do. Xin phép một cái em muốn gửi lời cảm ơn cho bố, vì bố đã dạy con rất sớm để con độc lập. Con rất cảm ơn bố. شكرا كثير حبيبي على كل شيء انت ساعدتني فيه ولولاك انا ولا شيء. Salim, em tự lập từ năm bao nhiêu tuổi? Ở Palestine nói chung ấy thì thường con thì sẽ ở với gia đình đến khi mà cưới chồng mà cưới vợ. Em rất ủng hộ cái văn hóa châu Á và con phải lớn lên với gia đình và phải được gia đình giúp đỡ. Còn đối với em thì em cũng hơi khác một chút ở chỗ là em đã tự lập từ bé vì hoàn cảnh gia đình của em. 4 đến 5 tuổi em đã tự lập, 15 tuổi ấy, em đã kiếm gần 3.000 đô lương tháng. Wow. Và đó là một cái điều nó rất là khó tin thật sự, nhưng mà đối với em đó là sự thật. Thậm chí em bỏ trường một thời gian để em đi làm ở nhà hàng. Từ việc làm chạy bàn, em đã trở thành một đầu bếp rất trẻ và em đã kiếm một số tiền rất lớn. Em đã tự lập từ bé nhưng mà em ước gì được kiểu hưởng cái tuổi thơ của mình. Em chưa được cái hưởng tuổi thơ của mình. Bố mẹ của mình đã lo hết cho mình bằng tất cả điều kiện của họ, nhưng mà vì họ không đủ điều kiện để mình lo cho mình những cái đứa khác. Nhưng mà Salim, em sẽ được cái trải nghiệm cái bảo bọc tuổi thơ của em khi em có con. Yes. Mình bảo bọc nó như nào, em sẽ có cảm giác của mình như là mình được bảo bọc ngày còn bé. Văn hóa của Nigeria, con hư là sẽ bị đánh. Nó rất là kinh khủng. Lỗi càng to càng nhiều rồi. Ví dụ bố mẹ nói lại là không được đi đá bóng,
không được đi đá bóng. Ok, năm nhưng mà sẽ nghiêng lên hai là không không được được đi đi đá bóng bóng. Và nó sẽ có nhiều cách, một là đánh vào tai, hai là đánh vào lưng, ba là đánh vào mông. Ở Palestine cũng như vậy và em rất ủng hộ. Wow. Em rất thèm. Nhưng miễn sao nhưng miễn sao là không để lại sẹo và không đánh vào những cái gọi là những cái chỗ nhạy cảm. Cũng tùy lại văn hóa, nhưng mà anh muốn hỏi mọi người luôn tại đây luôn là con hư thì đánh đòn nên hay không nên? Nên. Không. Không. Không nên. Câu hỏi nên. Đánh con hả? Anh nghĩ là cũng nên. Em không ủng hộ việc đánh con. Lúc nào con không hiểu thì mình có thể đánh. Và đánh như nào thì phải là rất là nhẹ nhàng để nó cái nó cảm nhận là nó đã làm gì sai. Máu của nó là từ mình ra. Mình không thể đánh nó được. Chứ có con nói vậy đó. Chứ có rồi, đi gặp một đứa mà nó quậy thiệt quậy, nó lì thiệt lì, nó ồn ở ngay chỗ đám đông mà mình không thể nào mình nói nó nghe được là thế nào cũng đánh. Ở Pháp người ta có một cái cách nói là sự bạo lực là trả lời của những người yếu. Việt Nam có cái câu là bạo lực với con là sự bất lực của phụ huynh. Ở đây mình không nói về bạo lực, ở đây mình nói về dạy dỗ con. Từ từ nha, chương trình của chúng ta mới bắt đầu. Em có một cái ví dụ đối với em. Lúc đó em ở Pháp và em không ngoan nữa, em không muốn mặc cái áo khoác của em. Thì mẹ nói không muốn mặc, tăng ở đây. Và em rất là nhạc nhiên, ủa có chuyện gì? Và mẹ nói con mũi con, nhưng mà con nên mặc cái áo khoác nha. Và lúc đó em chưa khéo léo, em chưa thân mình là ok, con mũi ở Pháp rất là mạnh, ok. Thì em mặc, cho nên theo em phụ huynh nên khéo léo hơn con của mình, phải thân mình hơn để con bắt đầu suy nghĩ khác. Tại vì khi mình bạo lực là theo em là đây là trả lời cuối cùng, thì sau đó thì sao? Cuộc sống sẽ như thế nào? Cuộc sống vẫn ok thôi. Con em là một người rất là thích khám phá và em rất là hiểu con. Bây giờ ấy, em mà về nhà, con không bao giờ dám hư với bố. Nhưng mà rất là lì với mẹ, rất biết bắt nạt mẹ. Bố ở nhà với con cả ngày không hề khóc một lần nào. Mẹ về một cái và đạp sĩ diện. Diện một cái rất là chuyên nghiệp, diện hơn cả lông vi dạ luôn. Ôi con khổ sợ quá mẹ ơi. Con như này em diện rất là hay. Con có suy nghĩ thật mà. Yeah. Bố thì diện giỏi, con phải diện giỏi. Cái việc mình đánh con nó nên là cái sự lựa chọn cuối cùng. Khi mà mình cảm thấy mình dễ dỗ mãi mà không được, đồng ý, thì mình nên cho thêm một chút gia vị vào. Phương Vi thì sao? Lúc đó Phương Vi phản đối đúng không? Không. Thôi bây giờ em dơ hai cái rồi. Dơ hai cái được. Rất là bá phải. Chương trình này là không được. Chương trình này chỉ có một cái thôi. Chỉ một cái lên cái xuống được không? Được. Bé nhà em cũng đã bị một lần. Không phải em đánh nhưng mà bố của bé đánh. Hồi nãy nói thì là bố rất là bảo bọc con, nhưng mà cái lần đánh đầu tiên thì là bố đánh. Vì mới tâm sự với Sean thì anh mới nói là thật sự anh cũng đã cố gắng hết sức rồi thì anh mới đến cái bước đường đó. Hồi nãy em không đồng ý với anh mấy. Đánh nhẹ thì không có tác dụng rồi, gì cả. Thà mình đánh một lần nhưng mà để cho bé nhớ cái nỗi đau đó. Chứ không thôi là mình cứ lặp lại cái hành động đánh đó. Càng ngày cái mức độ bạo lực mình sẽ phải càng cộng thêm vào. Tại vì thật ra trẻ em á, nó đang vui chơi mà bắt nó ngang ngưng liền thì chắc chắn sẽ không bao giờ nó sẽ la lối sùm hết á. Chỉ cần nói Ni ơi con mà làm ba giận á, con nhớ lần trước ba đánh con không, là im liền. Xong rồi sau đó mẹ mới xà vô. Chia nhau ra mỗi người một cái vai trò như vậy. Hai vợ chồng phải xong kiếm mục đích. Thực ra không phải là mình đánh con là vì con sai mới đánh, mà nhiều khi mình muốn bảo vệ cho con. Trẻ con nó hay có cái tật là nó ngậm bất cứ cái gì nó cũng bỏ vào miệng ngậm. Cái đuôi xài điện thoại cái bé nó ngậm vào nó rất là nguy hiểm. Mà mình nói nó sẽ không hiểu vì sao, tại sao lại không cho nó ngậm cái đó. Thì buộc lòng mình phải đánh để nó nhớ là nếu mà nó ngậm nữa thì nó sẽ bị ăn đòn rất là đau. Anh nghĩ là như thế hệ của anh lớn lên, cái việc mà bị ăn đòn của bố mẹ là việc hết sức bình thường. Vâng. Thậm chí nó còn như một lễ hội của cả xóm. Ví dụ có thằng nào mà hôm đấy mà bố nó đi họp phụ huynh về là bọn anh biết ngay là kiểu gì nó ăn đòn. Nên bọn anh kiểu gì cũng là đợi sẵn ở nhà nó, đợi nó bố nó về. Mở cửa sổ liên lạc ra, tay cầm một cái roi châu Âu như nhạc trưởng mở bản nhạc ra ấy. À, con nằm ra đây, môn này bốn này, nè, kiểu thế không? Bọn anh ở bên ngoài, yeah, kiểu này. Tại vì nó như là một concert vậy. Phần lớn đứa trẻ con nào cũng ăn đòn, cũng nhiều lúc không biết là vì sao mình bị đánh. Đến anh làm bố, cái việc mà đánh con thì cũng được nói rất nhiều là không nên. Thế nhưng có những lần mà thằng con nó lầy không thể chịu nổi. Con em được cái là không bao giờ dám luôn. Rất là sợ ba mẹ. Chỉ cần đang phá một cái gì mà em nhìn vậy nè, em nhìn thẳng vô mắt con em là con em vậy nè. Rồi. Quyền lực vậy à?
mình dạy con á là phải dựa trên cái tính cách của nó nữa, chứ không phải đứa nào mình cũng dùng cái biện pháp là đánh đâu nha. Có những đứa càng đánh nó càng lì. Chúng ta trao đổi rất nhiều phương pháp dạy khác nhau, phương pháp nào cũng có cái lý riêng, chúng ta không cổ suý cho bạo lực. Mỗi người có một cái cách khác nhau, nhưng dù sao đó là cách mà chúng ta đang là những người lớn nhìn nhận về cách dạy dỗ trẻ con. Còn bây giờ chúng ta hãy nhìn cách con cái đối xử lại với bố mẹ. Khi mà xã hội càng phát triển, tuổi thọ trung bình của mỗi quốc gia càng tăng cao thì đi kèm theo đó là cũng có thêm rất nhiều vấn đề, và có nhiều nước thì cái mô hình là nhà dưỡng lão rất phát triển. Các cụ đến một cái tuổi nào đấy, hay là khi con cái nó đi hết các nơi rồi nó cũng không thèm quay về, thì đến cái tuổi đấy các cụ vào trại dưỡng lão vân vân. Ở Pháp người ta rất quan tâm về hai điều là tự do và thoải mái. Cho nên ở Pháp viện dưỡng lão rất là phổ biến. Và em biết là ở châu Á người ta có thể suy nghĩ sai về điều này, nhưng em muốn giải thích một chút xíu. Tại vì cái tâm lý của mình là người ta không muốn làm phiền con cái, không muốn làm phiền con. Và con cũng nghĩ là mình có gia đình. Mika có một ví dụ trong gia đình của Mika, tại vì mẹ có người yêu, và người yêu có bố khoảng 100 tuổi. Là hôm nay xong ở viện dưỡng lão khoảng 15 năm rồi, và mặc dù người yêu rất thích bố nhưng mà không bao giờ sẽ suy nghĩ để mời bố sống ở nhà. Tại vì bố tại vì hôm nay cũng thấy thoải mái, tự do và cũng có một người có y tá để chăm sóc về. Có phải do thất vọng về con không? Không phải, tại vì đấy là lựa chọn của ông đó. Em vô cùng phản đối về việc đưa bố mẹ vào viện. Bố mẹ mình đã bỏ thế giới để tạo một cái thế giới nhỏ cho mình lúc mà mình không có ai. Còn lúc mà người ta đã già rồi, người ta không tế tự trong bản thân, thì lúc đó là thời gian mình phải bắt đầu trả ơn cho bố mẹ. Tại vì em nhớ rõ lúc mà ba em bắt đầu già, bắt đầu rất là khó chịu, bắt đầu quen. Gia đình em thì có điều kiện. Mẹ em là kỹ sư, mẹ đã nghỉ việc để tập trung. Vừa chống mẹ, vừa nấu ăn cho mẹ, vừa tất cả mọi thứ. Có hàng xóm của mình hỏi mẹ em là vì sao chưa đưa bà vào viện. Mẹ em trả lời là như này: đây là thời gian mà em phải trả ơn cho mẹ. Em thấy cái xã hội này rất là buồn cười anh ạ. Ai cũng đang bận rộn đi kiếm tiền đấy, mà nghĩ là mình thuê một cái y tá, là thuê một người bác sĩ lo cho bố hay là bố mẹ là như thế là tốt. Người ta không phải là đang cần một người để lo chăm sóc về sức khỏe, người ta lại cần cái tình cảm dành cho người ta. Cái tình cảm, cái người ta là rất là cô đơn, người ta cần một người ai đó để nói chuyện đấy. CJ nghĩ là rất nhiều người sẽ phản đối, và CJ nghĩ là rất nhiều người có thể là ghét CJ vì cái điều này. Theo luật pháp là bố mẹ phải có trách nhiệm để nuôi dạy con cái cho đến khi con tự lập được, đó là tuổi 18 tuổi. Đấy là nói về luật pháp nhá. Tuy nhiên, nói về con cái, một người muốn biết ơn bố mẹ vì những gì mà bố mẹ đã làm cho mình, thì đương nhiên là mình nên trân trọng điều đấy, mình nên hiểu rằng là bố mẹ đã bỏ rất là nhiều công sức. Nhưng mà nếu mà mình lấy cớ là bởi vì bố mẹ đã dành quá nhiều thời gian, đã chăm sóc mình quá là tốt, nên là con phải biết ơn bố mẹ và con phải trả lại cho bố mẹ. Anh song tay con, quá. Từ, anh song tay từ. Con đâu có quyền quy định là bố mẹ sinh ra con đâu. Bố mẹ là người tự quy định là bố mẹ muốn có con, và bố mẹ phải có trách nhiệm với con. Đừng có mãi ép buộc con là con bắt buộc phải trả lại cho bố mẹ. Đấy không phải là trả lại. Cái này bắt buộc 100%. Không. Bắt buộc 100%. Đấy không phải là. Anh không thể biết người ta đã yêu thương mình, đã dành bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức, bao nhiêu đầu tư. Đúng. Bố mẹ đã dành rất là nhiều thời gian, rất là nhiều công sức, rất là nhiều nước mắt. Nếu mà là CJ, CJ vẫn hy vọng là CJ sẽ chăm sóc được cho bố mẹ. Nhưng CJ không sinh ra con để con chăm sóc lại cho CJ. Đấy không phải là mục đích. Đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là không phải bất hiếu. Con cũng có cuộc sống riêng, không thể giúp đỡ được ba mẹ thì sao mọi người ích kỷ thế nhỉ? Không phải ích kỷ. Tại vì là mình không thể chăm sóc cả ngày, cho nên là đưa vào viện lão đồng dưỡng lão. Sau đó thì có thể y tá này cùng với những người khác thì có thể giúp đỡ bố mẹ. Còn nếu mà một buổi tối thì mình có thể thăm viện được. Vì sao mà lúc mà mình trẻ mình cố gắng hết sức để tạo điều kiện để lúc nào mà bố mẹ già mình sẽ có thời gian chăm sóc cho bố mẹ. Ở Syria có một văn hóa, bất kỳ lúc nào mà mình gặp bố mẹ
và bất kỳ ở chỗ nào, bất kỳ là mình bao nhiêu tuổi, có một cách để cho bố mẹ biết là như nào không anh? Như nào? Lúc mà mình gặp bố mẹ thì mình phải nắm tay của bố mẹ rồi cúi cái đầu xuống và hôn, và hôn cái tay của bố. Okay. Thế cái gì? Để mình thể hiện sự tôn trọng, mình bao nhiêu tuổi, mình cao hơn ông hay mình thấp hơn ông, mình có nhiều tiền hơn hay không, mình đã thành công hay không, mình vẫn giữ cái ơn của bố và mình phải cúi cái đầu xuống cho bố. Và ở Ấn Độ cũng phải chạm vào cái chân ấy, sao lại kiểu người ta cũng thể hiện cái lòng tôn trọng. Palestine cũng phải hôn. Chúng ta cũng có thể hiểu về người già, bởi vì là đến cái tầm tuổi này thì bố mẹ chúng ta cũng đang già đi. Vài chục năm nữa thì chúng ta cũng sẽ trở thành người già. Vậy anh muốn hỏi các em một câu, người già khi già nên vào viện dưỡng lão, nên hay không nên? Không nên. Em lại tiếp tục ba phải đây. Em cũng như vậy. Không, hoàn toàn không. Không, tại vì thực sự là như này. Ok, ok, được. Xin phép em nói với. Em nói với. Em xin lỗi chị nói đi ạ. Tại vì thực sự nãy giờ em nghe hai bên á, mặc dù có ý kiến khác nhau nhưng mà thực sự cũng vì một cái suy nghĩ duy nhất, đó là thì muốn ba mẹ hạnh phúc. Cái câu hỏi em nghĩ mình nên đặt ra ở đây á, không phải là từ suy nghĩ của người con, mà phải hỏi là ba mẹ muốn cái gì. Có thể có người muốn ở viện dưỡng lão, nhưng mà cũng sẽ có người muốn ở với con, với con của mình. Khi mà ba mẹ Vi nuôi Vi á, thì họ sẽ không đặt ra cái mục tiêu là khi mà con lớn lên con kiếm tiền con sẽ nuôi dưỡng cha mẹ phụng sự này nọ. Nhưng mà bản thân Vi cảm thấy cái việc phụng dưỡng cha mẹ của mình á, nó không dùng từ phải được, mà Vi muốn làm cái chuyện đó. Nó nên là muốn. Riêng cái luật pháp cũng đã cho rằng là đến tuổi 18 tuổi là con được phép tự lập rồi, và lúc đấy là con có thể tự đưa ra quy định. Luật pháp là do con người chúng ta tạo ra, và luật pháp cách đây 100 năm làm gì có. Có đạo đức, đây là liên quan đến đạo đức của con người, chứ không phải liên quan đến là pháp luật. Đồng ý với Salim ở điều là Salim rất là trân trọng bố mẹ, và Salim muốn được chăm sóc bố mẹ. CJ cũng như vậy. Nhưng mà CJ đang không thích cái từ phải. Nó giống như mình bị bắt ép phải là một cái điều đó. Chưa chắc là bố mẹ cũng thích điều đó. Riêng việc đó là bất buộc. Vì sao? Bởi vì đây là liên quan đến tình yêu thương và đạo đức. Tình yêu thương không phải liên quan đến cái việc cho dạ nói, cho dạ nói xíu đi. Nó không phải là liên quan đến việc tôi cho bạn tiền thì hay là liên quan đến vật chất. Nó không phải liên quan đến cho vật chất đâu. Cho nói chút xíu thôi. Rồi ok, mời à, vâng, người đẹp. Đẹp. Em hiểu ý của CJ. Nghĩa là sao? Nghĩa là em đã từng chứng kiến những gia đình con cái phải gây nhau về vấn đề chia cái giờ giấc như thế nào để chăm sóc bố mẹ. Salim muốn chăm sóc bố mẹ Salim, nhưng mà vợ Salim không thích điều đó thì sao? Vợ không đồng ý, tôi bỏ vợ ngay. Tôi có thể lấy vợ, người nào cũng lấy vợ được. Nếu mình đang đối xử bố mẹ vợ bằng cách rất là tốt thì chắc chắn là vợ sẽ đồng ý. Tức là có đi có lại đúng không? Em đối xử bố mẹ vợ tốt, vợ sẽ đối xử bố mẹ em tốt. Dạ luôn muốn tự tay chăm sóc ba mẹ mình. Nhưng mà đối với bản thân dạ, nếu như mà sau này dạ cảm thấy dạ già và trở thành gánh nặng của con mình thì dạ sẽ chọn cách, mặc dù dạ biết đó là cô đơn thực sự. Hồi nãy dạ có chia sẻ là dạ rất sợ sự cô đơn, nhưng dạ thương con mình, dạ rất là sợ con mình khổ. Khi em đã tìm hiểu về cái từ hạnh phúc và em thấy rằng đa phần mọi người, từ những người chuyên gia, từ những người tâm lý học đến những người đã từng có trải nghiệm trong cuộc sống, đều nói hạnh phúc nằm ở gia đình. Và em thấy mọi người đang ích kỷ dần, ai cũng đang đi thương mại hóa, ai cũng đang chỉ muốn kiếm tiền, muốn tự lập, muốn sống theo ý của mình. Thế gia đình ở đâu? Mọi người phải biết rằng là mọi người càng kiếm nhiều tiền đồng nghĩa với việc mọi người sẽ không dành thời gian cho gia đình. Nên mọi người phải lý trí, mọi người phải cân bằng làm thế nào để mình có thể vừa làm việc, vừa kiếm tiền, vừa lo cho bản thân và sống một cách vui vẻ, vừa có một cái gia đình hạnh phúc. Theo các em thì làm như nào thì bố mẹ các em sẽ cảm thấy hạnh phúc nào? Mình làm những gì mà bố mẹ muốn. Còn Safi? Gia đình em sẽ vui lúc nào mà người ta tự hào với em và em biết ơn người ta. Min thì sao? Bố mẹ em sẽ hạnh phúc khi nào? Khi mà em sống vui vẻ và thoải mái hơn thì bố mẹ cảm thấy hạnh phúc. Cho nên bố mẹ nói là con ơi, nếu em thích thì cứ làm đi. Quan điểm của em là để cho bố mẹ em yên là bố mẹ em hạnh phúc rồi đúng không? Còn dạ. Em lấy chồng sớm đi rồi sinh con đẻ cái ổn định đi để bố mẹ được yên đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Em xin trả lời bằng một bài thơ đã dành cho Bác Hồ. Nhưng mà em sẽ dành cho bài thơ đó cho bố mẹ em. Đồ ai đếm được là rừng, đồ ai đếm được mấy tầng trời cao, đồ ai đếm được vì sao, đồ ai đếm được công lao của cha mẹ. Em sống ở Việt Nam gần 10 năm và em cảm thấy em cũng có một phần vô ơn với bố mẹ. Không phải là do em muốn thế mà chỉ đơn giản vì hoàn cảnh. Và khi em đã rủ em trai của tôi để đến Việt Nam làm việc ở đây
thì em trai đã nói với em một câu là anh đã đi bên nước ngoài, anh có thể kiếm tiền được, anh chỉ cần gửi tiền cho bố mẹ, còn em thì sẽ ở lại chăm sóc bố mẹ. Em vô cùng tự hào về em trai của tôi và em đỡ lo lắng một phần, nhưng ngày nào em cũng bị gọi là buồn và ám ảnh vì việc em không ở cạnh bố mẹ. Nhớ mà có vấn đề gì xảy ra cho bố mẹ mà em không ở cạnh, em sẽ hối hận cả đời. Cái việc duy nhất mà em có thể làm ấy, đó chính là sáng nào em ngủ dậy là em phải nhắn tin chúc một ngày vui vẻ cho mẹ. Và tối nào trước khi em ngủ cũng nhắn tin cho mẹ, chứ không phải là cho người yêu hay là bạn gái đâu. Và tháng nào em cũng phải gửi tiền cho bố mẹ. Đó là cái thứ duy nhất em có thể làm. Bố mẹ của em hạnh phúc thì em làm cái công việc mình thích. Thì cái này là mẹ rất là tự hào về con. Cái giấc mơ của mẹ là con hạnh phúc, còn cái giấc mơ của em là mẹ hạnh phúc. Cho nên nếu em có cơ hội thì em rất rất muốn mẹ đến Việt Nam. Còn với em, Alushka? Em nghĩ là bố mẹ của mình hạnh phúc nhất khi mà em hạnh phúc. Mẹ nói cho em khi mà em có chồng được, mẹ có vui lắm. Thì nhanh lên, cố gắng lấy chồng sớm. Từ đấy đến giờ chúng ta đang nghĩ xem làm cách nào để cho bố mẹ mình hạnh phúc. Và hôm nay chương trình cũng có một vị khách đặc biệt, và chính là một người thuộc tầng lớp phụ huynh của chúng ta, và không phải ai khác, chính là mẹ của Phương Vi. Và chúng tôi xin mời bác ra sân khấu để chúng ta nghe chính những người phụ huynh, những người cha mẹ của chúng ta chia sẻ thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn. Cháu chào cô ạ. Con chào cô. Rồi mời cả lớp ngồi. Với Lâm Vĩ Dạ, em chưa nói câu trả lời của mình. Ba em thì rất là đơn giản, chỉ cần là em hạnh phúc là ba em vui. Mình hạnh phúc là ba mẹ nói thế thì mọi người phải tự ý, phải có tự ý thức. Không, bố mẹ nào cũng sẽ nói. Tôi biết là ba tôi nói vậy, nhưng mà tôi cũng phải tự ý thức là mỗi tháng tôi cho ba tôi tiền. Con thế nào là hạnh phúc được? Đấy là bọn cháu cứ tự ngồi tự tưởng tượng, tự nghĩ với nhau. Chúng cháu muốn hỏi thực lòng là đấy, bây giờ là cô sẽ cảm thấy như nào là hạnh phúc? Khi mà mình sanh con ra, mình lúc nào cũng muốn cho con mình nó được hạnh phúc, lúc nào cũng muốn đùm bọc cho nó từ nhỏ tới lớn, cho tới lúc nó trưởng thành rồi á thì bắt đầu mình mới lo đến cái chuyện mà không biết lấy người chồng này có được hạnh phúc hay không. Mà lỡ không có hạnh phúc thì mình sẽ làm gì? Tình yêu của Vi đến với ai, Vi muốn muốn lấy làm người nửa cuộc đời của mình thì đó là sự lựa chọn của Vi, chứ ba mẹ không có ép buộc. Vâng, như lúc ấy cô lo không ạ? Cô lo lắm. Thấy mà Vi với Son cười là ba với mẹ cười. Hạnh phúc của con là hạnh phúc của mẹ. Cho cháu hỏi, cô vừa nãy bảo là cô thấy con của mình hạnh phúc ấy, thì là cô đã hạnh phúc rồi. Nhưng mà đây là nói chung chung ấy, thì cô có nói cụ thể bản thân mình cần gì ấy? Đấy, thế nào là hạnh phúc ấy? Nếu mà nói về cuộc sống, về sinh hoạt bình thường á, thì Vi với Son, em bé đẻ ra tới giờ là vẫn giữ con. Không có ai phụ để giữ con á, tại vì Vi với Son không muốn để em bé cho người khác giữ. Vâng. Thử khi mà Son bận á thì Vi giữ, còn Vi bận á thì Son giữ. Còn hai đứa mà nó đều bận hết thì bà ngoại với ông ngoại sẽ giữ. Cuộc sống của cô là đối với Vi nó cũng hỗ trợ lẫn nhau trong cái sinh hoạt. Nhưng mà cô đã có tuổi rồi, bây giờ có thấy có áp lực khi mà Vi chẳng hạn là đưa con của mình ấy và bảo là chăm sóc con, chỉ con đi làm như thế này như kia, có phải áp lực không? Một tháng chắc cực được cỡ một hai lần thôi ạ. Còn thời gian còn lại là không có thấy mặt ảnh chỉ đâu. Ảnh thì bây giờ là đang đi xe Honda đi ra ngoài Đà Nẵng rồi, đi phượt đó. Ồ thế à? Người phụ nữ này thì dự định là ngày mai sẽ đi, cho nên là đó, đi chơi suốt ngày thôi. Nói về tình cảm thì thật sự là từ nào tới giờ thì gia đình của cô lúc nào cũng sống chung với nhau á. Buổi sáng á mà cô đi thể dục với ba Vi rồi đi chợ xong về thì lúc nào lên bếp là cô cũng phải nói Bi Bo đâu, lên đây. Có một cái đợt mẹ Vi phải trải qua một cơn bạo bệnh, khám ra là bị ung thư ngực, phải trải qua cuộc giải phẫu. Thì thật sự là nếu như mà Vi không ở cạnh bên mẹ thì chắc chắn mình sẽ không thấy được những cái nỗi buồn của mẹ. Khi mà thấy được nỗi buồn của mẹ và khi hiểu được vấn đề của mẹ thì mình mới có thể đồng cam cộng khổ với mẹ. Mới có thể, tại vì Vi biết là mẹ rất là mạnh mẽ. Nhưng mà những cái giai đoạn đó thì mẹ cũng phải cần có con bên cạnh. Hôm nay với mẹ là khi em nhìn em nhìn giống như là mẹ của em, tại vì mẹ của em cả giống nhau là rất là cười, rất là thôi cũng muốn em hạnh phúc, cho nên em không được nhìn, tại vì em
em rất nhớ mẹ. Vi rất là mong muốn và hy vọng là mẹ cũng sẽ muốn cái điều đó, là sẽ được ở cạnh ba mẹ. Chính nhờ ở cạnh bên mẹ thì mình mới có cái cơ hội để làm cho mẹ vui lên. Chứ đừng có, Vi không nghĩ là nói với người khác ở vui lên đi là họ sẽ vui, mà mình phải làm cái điều gì đó để cho họ vui lên. Cho nên là mẹ cứ cho con ở bên cạnh mẹ đi, chỉ có lợi thôi. Thì mẹ cũng xin nói cho em biết ha, tôi rất là tự hào, rất là hạnh phúc khi mà tôi sanh ra được một người con hiếu thảo như vậy. Không phải là không phải là mình sanh ra để mà khi mình già mình bắt Vi lo lại, nhưng mà thực tế không bao giờ mình nói ra hết, nhưng mà Vi nó biết được hết. Bạn thấy sao mình sợ nữa, đi vô sẽ khóc nhiều hơn. Cháu có thể ôm cô một lần không? Ok. Cô rất là tình cảm. Tình cảm quá đi. Mika, em ổn chứ? Yeah, I'm okay. Anh thấy em vừa chạy đi và quay lại thì trông có vẻ đang... Yeah, Mika xin lỗi nhưng mà các bạn có thể sẽ thấy Mika hồi kỳ, nhưng Mika không được nhìn cô này, tại vì khi nhìn cô này thấy giống như mẹ của em. Và em rất nhớ mẹ em, và khi thấy hai mẹ hạnh phúc như vậy em ghét. Em rất ghét. tại vì cô là cái bác của cô là giống như mẹ của em. Đây, em có thể mượn tạm mẹ của Phương Vi vậy. Xin lỗi cô. Lần đầu tiên gặp cô mà em khóc như vậy. Không lịch sự đâu. Nếu giả sử đây là mẹ em đang ngồi đây, em sẽ vui như Tết luôn. Sướng vui như Tết. Vui như hỏi, vui như tất cả. Hai mẹ con sẽ đi du lịch, sẽ tâm sự, sẽ có rất nhiều thời gian với nhau. Tại vì em không gặp mẹ là hơn 1 năm rồi vì Covid. Và bố em cũng vậy. Cho nên em rất muốn là bố mẹ cùng đến Việt Nam và có thể đi du lịch với nhau. Safi mong cái trường hợp Covid sẽ kết thúc sớm để tất cả mọi người ở đây đi đi gặp gia đình. Tất cả mọi người như vậy. Thật sự mà Mika khóc rồi, Safi cũng suýt khóc mấy lần rồi. Sorry, Mika rất sensitive về nhạy cảm quá. Mong anh dễ vỡ đúng không? Không bao giờ chúng ta trả ơn bố mẹ được một cách đầy đủ hết. Nên đừng bao giờ các bạn mơ cái việc là chúng ta có thể làm mọi thứ để trả lại cho bố mẹ. Không có bằng một nỗi đau đẻ. Mình ấy là đàn ông chẳng hạn ấy, xong cả đời không thể trả ơn cho mẹ một gọi là một cơn đau khi mà đang đẻ, một cơn đau thôi. Bởi vì lúc nãy em nói á, có thể là nhiều người sẽ nghĩ là Siri là một người con trai bất hiếu. Thực sự là Siri không hề là một người con trai bất hiếu, mà nó sẽ có nhiều lúc, kể cả Siri đã xa nhà rất là lâu rồi, khoảng gần 12 năm rồi, nhưng mà chưa có một tuần nào mà CD không gọi điện về cho bố mẹ. Cho nên là mọi người đừng nghĩ là CD là một người không quan tâm đến bố mẹ. Chị CD chỉ đưa ra quan điểm thôi, là CD mong là các bố mẹ sẽ không có cái tư duy mình sinh con ra là để con lớn lên để chăm sóc bố mẹ. Mình không muốn trở thành một gánh nặng cho con mình. Em nói nhẹ nhàng thôi, những cái gì mà CJ nói hoàn toàn không phải là sai. Nhưng mà có một cái phần mà em tự nhận ra được, đó là trẻ con và người già có cái phần ý thức như nhau. Trẻ con không khác gì người già, cho nên trẻ con cần người lớn tuổi hơn ở cạnh để chăm sóc, và người già cũng thế. Không phải là cần một người y tá hay là một người giúp việc hay là một người này kia. Chúng ta là người thân của bố mẹ mà không ở cạnh bố mẹ thì ai sẽ là người ở cạnh bố mẹ? Nếu mà để nói về cha mẹ thì không biết nói đến bao giờ cho đủ. Và nói về con cái, khi chúng ta có con rồi mà ngồi kể về con cái chắc cũng không biết bao giờ nó có thể cho đủ. Ngay sau đây, chúng ta sẽ khép lại chương trình này bằng một bài hát của Phương Vi và có luôn cả sự tham gia của mẹ Phương Vi nữa. Bài hát có tên là Thanh Xuân của mẹ. Vâng.
tuổi thanh xuân mong mơ của mẹ. Wow. Cho con tình yêu đông đầy. Đừng nhiên ta lắng nghe con cười. Thanh xuân của mẹ dành cho con. Tuổi thanh xuân mẹ quá cập gầy. Rời xa những mong ước cuộc đời. Bờ môi ngân từng tiếng ru hời. Thanh xuân của mẹ chợt quá mơ. Thanh xuân như cơn gió trôi bao khao khát. Cuộc đời mẹ vượt qua sóng gió đôi vai gầy. Nâng niu đôi chân thơ bé qua bao năm tháng. Thanh xuân của mẹ dành cho con. Wow. Lặng yên nghe mấy tháng trôi dần. Vòng tay đưa mùa thu ân cần. Thời gian xin hơi trôi kiên định. Thanh xuân của mẹ là con. Một mai trên đường xa vời vời. Gian khó cuộc đời, vòng tay mẹ luôn mong chờ. Thanh xuân của mẹ là con. Đừng dẫn người về đây bên mẹ yêu với bao mong ước. Mẹ ôm con thật lâu trong vòng tay. Và thưa quý vị, bất kể nền văn hóa nào, bất kể ở quốc gia nào và bất kể ở tuổi tác nào, con người chúng ta đều mong muốn được yêu thương, đều được mong muốn ở gần với những người thương yêu của mình. Chính vì thế, khi có cơ hội, khi còn có cơ hội và bất kỳ điều kiện nào mà được ở gần những người yêu thương của mình trong gia đình của mình thì đừng bao giờ bỏ lỡ. Hãy ở cạnh bên nhau và yêu thương nhau. Đó là thông điệp mà chương trình Nhập Gia Tùy Tục của chúng tôi muốn gửi tới tất cả quý vị trong chương trình này. Và thưa quý vị, chương trình Nhập Gia Tùy Tục do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất thường xuyên lên sóng vào lúc 20:30 trên VTV3 vào thứ 6 hàng tuần. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.